Hôm qua mới đóng tiền nhà hết, YouTube được 3 cọc 3 đồng thì đóng tiền nhà hết mẹ nó 5 triệu rưỡi rồi. 2 triệu. Dạo này game toàn hack chán chả muốn nói ấy. À cái này là không phải hack đâu. Đây nha, cái quả clip này của em này là anh em đi nhá. À, cái thằng dâu của nó đúng không? Thằng dâu của nó là nó là bị lag là cầm dao găm, trực ra nó là cầm hỏa kiếm. Đây này. Người nghe này cứ ngồi thắc mắc mãi. Không phải hack đâu em ơi. Đây này. Thấy không? Thấy cái hỏa kiếm to đùng trên này không? Nhìn rõ nhá, hỏa kiếm đấy, có thể là anh em để cái cấu hình nó thấp ấy. Cho nên là khi mà vào game thì anh em sẽ chỉ nhìn thấy những loại vũ khí cận chiến cơ bản thôi, chứ mà thực ra nó lại cầm vũ khí mạnh lắm nhá. Đăng bài nhưng không ai tương tác, đừng lo, đây là giải pháp. Cái này nó nhột. Này, mình nói thật anh em có thấy nhột không? Mình nhột, mình thật sự là mình nhột. À, những cái lúc mà cảm giác content nó hiếp bí quá, mình không biết làm cái gì, mình sẽ đền cổ. Cậu bé ngu ngơ, đơn giản thôi anh em. Cậu bé ngu ngơ nó là cái bóng quá lớn ở trong truy kích này rồi. Cho nên là dù có thế nào đi chăng nữa, anh em có thể là chê trách cậu bé ngu ngơ thế này thế nọ, nhưng mà cái bóng này nó lấn át luôn cả mình rồi. Thật sự là mình có làm như thế nào thì cũng không thể vượt qua được cái bóng này đâu. Nunchaku Evip. Ôi dồi. Nunchaku Evip. Ôi anh em. Anh em vẽ thì cũng giống đấy, mà tô màu vài tí là nhìn chung cũng ok đấy. À đây. Nguyễn Linh. Nguyễn Linh. Nguyễn Linh. Ả Rập à? Nguyễn Linh. Nhật. Trời ơi. Tôi phải bật quên chết chứ các bạn. Nguyễn Linh. Pháp. Đủ đi. Cô có chai rượu nho à? Cái này rượu gì ta? Rượu Pháp à? Đủ. Nguyễn Linh. Nga. Các bạn, cái kiểu ghép này là kiểu ghép mà lười nhất mà mình có thể nghĩ ra được. Má đó. Ghép này là không có đổ bóng này, không có làm viền cái kiểu lấy này, chỉ có ghép mà không ấy. Nhưng mà mình sẽ bản quyền lắm em, bản quyền nó là chết đấy. Nhạc này bản quyền đấy. Má, thôi cứ nghe đi. Ui ôi, Blackpink này chết người à. Không nghe được em ơi. Ui. À cái này là bản Mobi mà, cái súng mình gọi là quả súng ánh sáng ấy em, quả súng mà bắn cái tia đỏ đấy. Bản PC có rồi mà. Thằng chiến binh tự nhiên bị ăn cận chiến ở sau. Tôi. Không, cái này không hay lắm. Giờ anh em phải đặt cái tiêu chuẩn nó cao lên đấy. Thì mấy anh em làm meme thì mới có kiểu là vắt óc ra suy nghĩ được. Ủa, 6.000 vàng này. Ui, 100 vàng 262 cái, thế là nhân lên là bao nhiêu ta? 2.600 vàng à? Ô là bao nhiêu nhỉ? 26.000 vàng á? Tổ chức ao làng cho anh em kỹ năng đuối ở liên cụm 2. Đúng rồi, tính ra trước cái liên cụm 2 là cái liên cụm mà anh em dễ chơi nhất, mà trong đấy cái nỏ này, katana với cả răng gling mấy cái loại vũ khí cận chiến delay nó rất là ít, mà bây giờ liên cụm 2 gần như là cụt mẹ luôn. Mình làm mấy cái nick liền nạp vào để mua huyết thanh để làm clip vui vui với cả thích thoảng làm ma làm cho anh em làm vũ khí cổ ấy. Bây giờ nó cấm mẹ luôn, bây giờ nó trộn hết cả level từ 30 nhỉ, từ bao nhiêu nhỉ, từ 30 hay là bốn mấy đến 100 ấy. Ủa, mấy anh em kỹ năng yếu cái với cả là vũ khí mà không có vũ khí mạnh á, thoát ra vào lại liên tục. Đúng anh em, đây là vũ khí gì các bạn ạ? Cái răng người linh đi. Cái này mình đã tưởng tượng là bây giờ bình thường nó là chém lướt đúng không, xong rồi nếu mà hai cái đấy thì anh em sẽ kiểu phải lốc xoáy ấy, giống kiểu là Nakarot ấy em, xoáy của Nakarot ấy. Ôi mẹ, quả ảnh thờ được thế nhở. 200 like tổ chức nha anh em ơi. Đúng rồi, hơn 200 anh em, đây không được 200 like à? Đó, 100k đấy. Hôm nay mình không chơi đâu em, mình chỉ ngồi bình luận thôi đấy, dành nhường slot cho anh em. Hôm nay thì không có ưu tiên nào cả nhá. Cái giải này thì mình sẽ không ưu tiên ai vào trước cả, cho nên là anh em yên tâm. Đầu vuông và lờ. Cái này là do cái này là một kiểu người ta cười thì nó thế thôi. Cười thì nó phải cái hàm nó phải dính vào nhau chứ, chẳng phải cười nhỉ. Thôi người ta như thế này được rồi mẹ, thùy mị nết na đáng yêu.
da trắng môi hồng. Ủa mẹ, răng mình trắng vậy ạ? Mẹ đó, mình đánh răng liên tục nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi cái kiếp răng vàng này, cay vãi lì. Trời đẹp thế. Mẹ, cảm ơn Thành nhá. Rồi Thành là số 1, Thành đỉnh quá. Mẹ đúng ảnh thờ luôn. Like đây anh em ơi, lên 200 like để bắt đầu nhá. Rồi thôi bài này, mấy bài Gunshin truy kích này thì mình không dám nghe. Tí nữa mình vào bui ra đấy, link bui ra đấy anh em ơi. Toàn Gunshin này. Gunshin mình đánh giá rất là cao, bởi vì là phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để làm ấy. Chỉnh sửa edit là mệt lắm ấy, không đơn giản đâu. 160 hôm nay là sắp lên 200 rồi. Cảm nhận về truy kích đấy. Hôm trước có ông nào bảo là đầu lô tím có phải là tạm biệt chăng đấy, sau ngày hôm sau thì thay đổi ảnh đại diện, thay đổi ảnh nền các kiểu, thế là lại có một chương trình hút máu mới. Perfect. Sao mình comment là cái gì méo gì à? Đây đầu to đấy. Rồi lại đi nha, 200 để bắt đầu anh em ơi. À, giải này là của Tạ Huy Hoàng anh em ạ. Người anh em này bữa trước có tặng một giải, nhưng mà tuy nhiên là do có phải là phần áy náy là nhiều, kiểu như là người anh em trong trận đầu tiên ấy, trong cái trận móc ga tàu 2 thì có người hack, cho nên là người anh em này quyết định là làm lại một giải nữa với giá trị lên tới gần 500.000 đồng. Cho nên là lần này hy vọng là anh em đừng có hack được. Hai kinh công gặp nhau. Ui, mở thế. Con này con đầu đất này, đầu đất này. Tính ra cái con đầu đất này là cái con phế nhất đấy nhỉ. Gần như là chả ai làm dùng nhỉ. map mới. Chu kỳ Trung Quốc có map mới này. Sao mình nhìn cái map này giống cái map công trường ấy ta? Có phải map mới đâu. Cái này map này cũng cũ rồi mà. Map zombie này cũng cũ rồi này. Và cái này nhìn lạ lạ này, cái này map này cái kiểu map à không, cái map này map cũ rồi. 200 anh em, 200 like thì chúng ta bắt đầu nhá. Rồi hơn 200 anh em thì không để được một like à, chết rồi. Bây giờ cứ phải dục thôi. Cái map này là map 2v2 ở bên truy kích Trung Quốc mình từng chơi rồi này. Có cái này thì nhìn lạ này. Map công viên. Tòa map cũ mà, có map nào mới đâu, tòa map cũ không. Đi quân sự thì ông chỉ huy hỏi sao biết tên nhiều súng thế. Trời, mà giờ anh em hỏi cái súng méo gì cũng biết luôn, đỉnh quá. À đây, mình sẽ phổ biến luật trước một chút nhá.